Hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay á, mình rảnh rỗi, xin ông nội. Không, hôm nay rảnh quá nên nhiều anh em hỏi quá về vấn đề là có nên mua xe, mô tô, phân khối lớn cũ trả góp hay không. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái vấn đề này dựa trên cái mình suy nghĩ nha, cho anh em. Anh em nào thích thì nghe, không thích thì cũng nghe. Thì ok. Thì trước khi vào vấn đề này thì mình giới thiệu sơ sơ đi ha. Thì dàn xe ở đây thì mình đã bán cho khách hết rồi. Hiện tại chỉ còn con Su thôi. Su GXX Odo 2000 cây, đúng 2000 cây luôn. Biển số 66 1MR15 màu vàng, biển số 77. Lại em MT03 8000 cây, toàn là xe lướt không. Biển số 49 Lâm Đồng, rất là đẹp luôn, chống đổ đồ chơi đầy đủ. Một MZ8 biển số 67 đó, rất là đẹp luôn đó. Em này thì 180 mấy triệu, em này là 51 triệu, em này là 89 triệu, em kia là 56 triệu. Rồi còn mấy em này là khách đã đặt cọc hết rồi. Rồi thì bây giờ anh quay lại ha, về vấn đề trả góp thì nó sẽ, mình nói trên cái yếu tố mà về cái con mô tô thôi nha, chứ không có liên quan tới vấn đề là trả góp lãi suất gì hay là trả góp thẻ tín dụng gì, không có nói về cái đó. Giờ đầu tiên là về vấn đề mua xe trả góp. Tại sao anh em lại mua xe trả góp? Thứ nhất là anh em chưa có đủ tiền và em muốn góp một con xe. Về cái việc mà anh em chưa đủ tiền và anh em muốn góp một con xe cũ đi nha, về mua xe cũ nha, ví dụ anh em đây mua con Ninja 300, hiện tại anh em chỉ có 20 triệu và anh em muốn góp thì nó mới đủ tiền để mua một cái con kia. Sao đèn tắt rồi, mở lên coi. Rồi ok. Rồi ok, tiếp tục. Thì bây giờ anh em chưa có đủ tiền mua con này, anh em muốn mua xe cũ thì nó sẽ được lợi như thế nào? Là anh em chưa có đủ tiền nhưng mà anh em vẫn mua được xe về vấn đề trả góp. Nhưng cái màn bất cập của nó là như thế nào ha? Khi anh em mua con xe về mà anh em hết tiền đi, anh em đủ tiền, hàng tháng anh em phải trả tiền góp. Rồi ví dụ lỡ một cái anh em bị bệnh hay là anh em bị cái gì đó, anh em không có đủ chi phí trả góp thì sao? Chi phí phát sinh. Rồi tiếp theo là lỡ anh em mua chúng mỗi con xe anh em phải sửa thì sao? Tại vì xe cũ á, tỷ lệ xe hư á, nó rất là cao nha anh em. Không phải xe nào cũng ngon, xe nào cũng can đâu. Xe ngon xe can thì lâu lâu mới có một chiếc. Ví dụ như Minh nè, lâu lâu mới tìm được chiếc chứ không phải là lúc nào cũng có xe sẵn. Rồi anh em mua chúng mỗi con xe mà bị hư này hư kia, rồi chi phí phát sinh, tiền đâu mà sửa. Rồi á, lỡ mình thích cái món đồ chơi đó mình lên, tiền đâu mà lên. Rồi lủng bánh này nọ, rồi bảo trì bảo dưỡng xe, rồi tiền đâu ra. Có phải là anh em đổ nợ không? Có phải là mua tự nhiên mua chiếc xe mình thiếu tiền, thiếu hụt tùm lum hết rồi mình đổ nợ. Rồi cái trường hợp đổ nợ là trường hợp đầu tiên. Rồi cái trường hợp thứ hai là anh em trả góp, anh em có tiền nhưng mà anh em vẫn muốn trả góp. Ví dụ anh em thừa sức anh em có đủ 100 triệu đó, anh em mua con xe này luôn, nhưng mà anh em muốn trả góp. Bởi vì sao? Anh em có chi phí đầu tư, có nghĩa là anh em trả trước 20 triệu, còn 70 triệu anh em làm những gì? Ví dụ như anh em đầu tư vô cái gì đó, hàng tháng sinh ra lợi nhuận, lấy lợi nhuận đó để trả tiền góp. Ví dụ nha, một cái nhỏ nhỏ cho anh em hiểu ha. Anh em để mình ví dụ một cái nào cho anh em dễ hiểu là gì đi. Anh em hùng tiền với bạn của anh em mua một cái miếng đất là 70 triệu, thì hàng tháng á, anh em sẽ lời ra một cái gì đó 3-4 triệu, thì anh em lấy tiền đó anh em đập qua đóng cái tiền góp của con xe này thì nó ok, nó vừa sinh lợi nhuận là vừa trả được tiền góp. Cái đó là một cái bước thứ hai đó, cái đó bước gọi là lấy cái tiền này để làm chuyện khác, lấy cái tiền mua nguyên con xe này để làm chuyện khác, sinh ra lời để đắp vô con này lại là anh em lời được chiếc xe. Đó là trường hợp thứ hai. Rồi còn trường hợp thứ ba, góp giật luôn, cái trường hợp đó không nói ha. Rồi thì đó là hai trường hợp mà mình phân tích cho anh em. Giống như Minh nè, mình mua xe hơi đúng không, thì một con xe trị giá 1 tỷ đồng đi, thì Minh trả trước 200 triệu, còn 800 triệu là Minh nhập xe về để Minh bán. Minh nhập xe về để Minh bán thì
cái số tiền 800 triệu đó nó sẽ quay ra có đồng tiền lời cho anh em. Đó, anh em hãy lưu ý nha. Mình ví dụ một cái điển hình giống như mình. Còn mà anh em mà chỉ có 30 triệu, có rất là nhiều anh em nhắn tin cho mình nói là: anh ơi, giờ em chỉ có 30 triệu à, em muốn mua góp cái con xe này được không? Thì cái trường hợp đó rất là khó cho anh em luôn. Anh em mua vẫn được, nhưng mà về sau cái chi phí phát sinh đó là anh em cực kỳ khổ với con xe luôn. Cực kỳ khổ luôn. Ví dụ bây giờ mua con này anh em đủ tiền đi, cho là nó không có hư vặt hư gì đi, anh em đi lủng bánh, hoặc là anh em lần thay nhớt 2-3 triệu, rồi tiền đâu mà anh em đập vô. Và hàng tháng anh em phải đập vô cái tiền lời của con xe nữa. Một cái con xe á, ta 90 triệu nhưng mà khi anh em góp á, thì nó sẽ thành 95-100 triệu. Số tiền rất là cao. Cho nên anh em hãy suy nghĩ kỹ, suy nghĩ kỹ khi mà mình góp chiếc xe nha. Và những anh em làm á, lương cố định bao nhiêu thì chơi xe được ha. Ví dụ cho anh em biết một cái con Z8 đi. Bây giờ qua Z8 thì nó 4 mấy, một lần thay nhớt nó là 3 bình mấy, gần 4 bình. Thì anh em lương từ 15 triệu đổ lại, 10 đến 15 triệu có thể chơi được con này. Chơi được con này nha. Có thể chơi được con này, nhưng mà anh em lương 5 6 triệu á là anh em tiền anh em nuôi nó không là anh em cũng mệt rồi. Xăng của nó là 11 lít á, đi được 16 cây. 15 ngàn là đi được 16 cây, cứ là 1 ngàn là 1 km. Còn nhớt một lần anh em thay cho nó là anh em tốn phải tầm 1,5 triệu đổ lại. Là anh em thấy là anh em phải chi phí cho nó bao nhiêu rồi. Còn chi phí lên đồ chơi này nọ kia khác nữa, thì anh em từ 10 đến 15 triệu là anh em có thể tiết kiệm, anh em có thể chơi được Z8. Còn để dành thì anh em có thể để dành tầm 1 năm rồi sinh thêm gia đình là anh em có thể mua được cái con Z8 đó. Còn anh em chi phí mà từ 7-10 triệu đổ xuống, từ 7 đến 10 triệu thì anh em có thể tham khảo những dòng 300. Nó tiết kiệm xăng hơn và nó tiết kiệm nhiên liệu hơn đó. Rồi còn anh em chi phí lương công nhân từ 5-7 triệu thì anh em sẽ chọn được những dòng 150. Cái đó là chi phí trung bình thôi, dự trù thôi, mình có thể chơi 5-7 triệu thì cho anh em tiền ăn tiền uống, rồi anh em hết là cho 3 triệu đi, tiết kiệm đi, thì anh em còn 4 triệu thì anh em cái mấy con này thì nó không hao xăng, nhớt thì thay 1 lít, lít mấy, con này thì lít 3 đi. Còn có những con 150 như R15 thì chỉ có chưa tới 1 lít, 850ml thì nó không tốn bao nhiêu hết. Một tháng trung bình anh em coi 1 lít nhớt thì cho thường thường là 300 ngàn, rồi cho chạy anh em chạy nhiều nữa cho 700 ngàn tiền xăng nữa, tiền triệu chơi tầm bỏ 2 triệu chơi xe là ok rồi, là được rồi, hư sửa chữa hàng tháng anh em bỏ thêm hũ bích nữa. Ví dụ chơi con này thì anh em bỏ hũ bích một tháng 500 ngàn, lỡ nó có hư sửa chữa rồi đó thì mình tới đó mình lấy cái tiền bỏ hũ bích đó ra mình sử dụng để mình chơi. Còn bình thường thì đó, trung bình nó nuôi nó một con tầm tháng tầm 1 triệu là đủ rồi, tầm 1 triệu là chơi xe 150 là dư rồi. Còn chơi những con cao cấp hơn là tiền phải cao hơn. Anh em cứ ví dụ vậy là nó ra nha, anh em cứ theo cái mức của mình đó là nó sẽ ra chi phí trung bình. Đó là những cái gì mà giải đáp thắc mắc là mình đã giải đáp hết cho anh em rồi đó. Anh em chơi xe á, đã nói là chơi xe thì anh em mình á phải chơi trong vui vẻ, đúng không? Chứ đừng có để mà chơi xe mà anh em mình thiếu nợ hay là đầu óc suy nghĩ mệt lắm. Cho nên ở đây á, mình cũng cố gắng hết nhất mức có thể thôi. Lâu lâu cũng xui có thằng con nó bị lỏng điện, lỏng gì đó, nó cũng bệnh chứ không có. Nhưng mà mình cố gắng hết mức có thể là nhờ anh em của mình, anh em thợ thầy ở bên mình đó, đó kiểm tra xe, test xe cho nó hoàn hảo nhất có thể, anh em chạy đem về là chạy thôi, không cần sửa chữa gì hết. Đó là xe cũ, nhưng mà đa số mình lựa xe lướt thì coi như là nó giống na ná như xe mới á, thì anh em khỏi phải suy nghĩ nhiều. Cho anh em đi chơi rất là một cái vui nhất có thể. Nhưng mà anh em tiền á, anh em mua một con xe mà anh em phải suy nghĩ về nó hư rồi, mệt lắm. Đã nói chơi xe là phải vui vẻ đó. Và hôm nay là mình nói mình rảnh á, mình rảnh bữa nay mình làm clip mình nói về cái vấn đề mua xe trả góp cho anh em, để anh em biết là mình có nên trả góp hay là không trả hay không. Mình thấy là những cái trường hợp hai là ok nhất. Nó nghĩa là anh em lấy vốn đó, anh em đầu tư cái khác, anh em lời ra tiền lời, anh em đóng tiền lời con xe là ok nhất. Chứ cái trường hợp một á là anh em cực lắm nha, phải nói là cực lắm á. Lỡ mà nó hư cái gì là chi phí phát sinh là anh em đổ nợ luôn. Chơi xe là đổ nợ là không nên chơi. Và sau cái clip này, mình hy vọng và chúc anh em làm việc ok hơn. Năm này là năm mới rồi, 2021 rồi. Chúc anh em ngày càng làm việc ok hơn nè, phát triển trong công việc nè,
và chơi xe lành mạnh nha, chơi xe lành mạnh nè, chơi xe một cách vui vẻ nè. Đó, chúc anh em là chơi xe có một năm mới phát tài đó, luôn vui vẻ. Và chơi xe là phải vui nha, chứ chơi xe là không suy nghĩ nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip nói xàm của Minh Biker.